Xin chào các bạn khán thính giả của Hô Sành Kiến Thức. Các bạn thân mến, nhiều năm qua, Việt Nam đã công khai và kiên định duy trì quan điểm ngoại giao đa phương, làm bạn với tất cả, không về phe nước này để đấu lại nước kia. Quan điểm chính trị này biến Việt Nam trở thành mối quan tâm của nhiều nước lớn và thành idol của không ít nước nhỏ có địa chính trị tương tự như Việt Nam. Các nước luôn tò mò là Việt Nam làm cách nào mà có thể làm bạn cùng lúc với các cường quốc, thậm chí cùng lúc có quan hệ ngoại giao bền vững với hai cường quốc đang đối đầu nhau té lửa là Mỹ và Trung. Vì vậy, khi thấy Việt Nam nồng ấm với Bắc Kinh, quốc tế lại nín thở nhìn về phía Mỹ xem Mỹ phản ứng thế nào và ngược lại. Thời gian vừa qua cũng vậy, thế giới đều nhìn thấy rằng Việt Nam dường như đang sát lại gần hơn với Trung Quốc. Những chuyến thăm nom qua lại nhiều hơn và khác hẳn với không khí có phần ảm đạm với Mỹ. Câu hỏi đang được đặt ra, vì sao cục diện lại thay đổi như vậy? Nước Mỹ sẽ phản ứng như thế nào? Việt Nam có gặp khó khăn gì hay không? Mới đây, một nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa học chính trị tại Đại học Boston đã đăng tải một bài phân tích khá thú vị về cục diện này và trả lời tất thảy các câu hỏi trên. Bài viết được đăng tải trên tờ The Diplomat. Hồ Sanh Kiến Thức xin được lược dịch bài viết để các bạn có cái nhìn khách quan về những thắc mắc trên nhé. Thưa các bạn, bài viết của tác giả Vũ Khang, nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa học chính trị tại Đại học Boston với tiêu đề Tại sao bế tắc hiện tại trong quan hệ Việt-Mỹ lại cần thiết cho an ninh của Việt Nam? Tác giả cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã đến thăm Đông Nam Á để tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN tại Campuchia và sau đó là hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 tại Indonesia. Đây là một trong những động thái thể hiện sự cam kết mới nhất của Hoa Kỳ đối với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á về việc họ sẽ đồng hành cùng Đông Nam Á để kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Thế nhưng có lẽ điều còn thiếu trong lịch trình sự kiện của Biden chính là một chuyến du ngoạn tới Việt Nam. Mặc dù lần kết nối gần nhất của Mỹ-Việt là chuyến du ngoạn của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã kết thúc vào tháng 6. Tuy nhiên sau đó, ông Biden đã có cuộc trò chuyện với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Điều đáng chú ý là mùa hè vừa qua, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng đã hủy chuyến thăm Hà Nội và hàng không mẫu Ronald Reagan của Hoa Kỳ cũng không đáp xuống Đà Nẵng theo kế hoạch. Việc thiếu vắng các chuyến thăm quan trọng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam năm nay trái ngược hẳn với không khí tấp nập của những năm về trước khi Việt Nam đón hai chuyến thăm cấp cao của Phó Tổng thống Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Tác giả bài viết nhận định, sự đình trệ trong quan hệ Việt-Mỹ năm nay tương phản hoàn toàn với sự hồi sinh của quan hệ Việt-Trung, mặt đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là lần đầu tiên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau kể từ tháng 11 năm 2017. Chuyến thăm này cũng là lần đầu tiên Việt Nam phá vỡ quy tắc không chính thức rằng chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi đắc cử hoặc tái đắc cử phải là Lào. Theo tác giả bài viết, trong thời gian Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Trung Quốc, Việt-Trung đã cam kết không bao giờ để bất kỳ ai cản trở tiến trình của chúng ta hoặc để bất kỳ thế lực nào làm nền tảng cho sự phát triển của chúng ta. Có thể cam kết này ám chỉ Hoa Kỳ. Một số nhà quan sát coi chuyến đi của Tổng bí thư Việt Nam là sự chấp nhận của Hà Nội đối với trật tự của Trung Quốc trong tình trạng nguy hiểm của Việt Nam. Điều này giải thích thêm về sự hủy bỏ nhiều chuyến ngoại giao lớn trong quan hệ Việt-Mỹ trong năm nay. Sau khi phân tích những nguyên nhân, tác giả bài viết đặt câu hỏi liệu sự bế tắc trong quan hệ với Hoa Kỳ có thật sự là điều tồi tệ với Việt Nam hay không? Các nhà quan sát Việt Nam thường cho rằng Hà Nội cần có sự đảm bảo an ninh từ Mỹ hoặc một sự nâng cấp lớn trong quan hệ song phương để được an toàn trước những gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Thế nhưng quan điểm đó thể hiện sự hiểu biết sơ sài về chính trị. Người ta thường nghĩ rằng Việt Nam sẽ cân bằng với Trung Quốc để tự bảo vệ mình và sự cân bằng đó có việc phải cải thiện quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, một đối trọng đáng gờm của Trung Quốc. Tuy nhiên, cân bằng chứ không phải tạo liên minh và coi sự gần gũi với bất kỳ bên nào là yếu tố sống còn của an ninh quốc gia. Đối với Việt Nam, mục tiêu luôn là tăng cường an ninh để phục vụ tăng trưởng kinh tế trong nước và tăng cường an ninh có thể đạt được theo cách. Hà Nội có thể trực tiếp giữ quan hệ tốt với Trung Quốc để tránh chiến tranh, một thái độ mà các nhà lãnh đạo Việt Nam đã quá quen thuộc kể từ khi Việt Nam giành lại độc lập từ Trung Quốc vào năm 1938. Trong lịch sử, ngay cả những nhà lãnh đạo chống Trung Quốc mạnh mẽ nhất sau khi đánh bại Trung Quốc cũng gửi chiêu cống sang Trung Quốc để khẳng định sự tôn sùng với thiên đế.
Vì vậy, rõ ràng, việc tạo quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc không phải là cách mà các nhà lãnh đạo muốn tổn hại đến an ninh của đất nước. Tác giả bài viết trên tờ The Diplomat khẳng định rằng mô hình tôn trọng Trung Quốc trong chính trị quốc tế châu Á cũng giải thích vì sao Hà Nội lại ưu tiên quan hệ với Trung Quốc hơn Mỹ trong thứ hạng ngoại giao. Nó cũng giải thích tại sao các học giả áp dụng quan điểm cân bằng ngoại giao không thể hiểu được quyết định của Hà Nội khi không nâng cấp quan hệ với Mỹ thành đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác với Trung Quốc không có nghĩa là đầu hàng, vì các quốc gia có thể kết nối, tập hợp lại để tạo nên giá trị cho cả hai, tác giả bài viết khẳng định. Bài viết cho biết thêm, chỉ khi nào Việt Nam không thể giữ được sự khác biệt của mình với Trung Quốc, thì Việt Nam mới phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài để bù đắp cho sự mất mát về an ninh. Và đây là lúc thế cân bằng phát huy tác dụng. Tuy nhiên, tất cả những động thái thắt chặt quan hệ không có nghĩa là Hà Nội chủ động hạ cấp quan hệ với Bắc Kinh. Mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc rất quan trọng trong việc cho phép Hà Nội duy trì nền hòa bình, tránh xung đột không cần thiết. Tác giả bài viết cũng chứng minh thêm, trong 3 năm sau khi thống nhất vào năm 1975, Việt Nam đã không lập tức liên minh với Liên Xô vì lo ngại hành động đó sẽ gây tổn hại cho quan hệ của họ với Trung Quốc, mặc dù Liên Xô đã thúc đẩy một liên minh như vậy. Thậm chí, khi quan hệ Việt-Trung xấu bởi sự hiện diện của Khmer Đỏ ở Campuchia, thì các cấp lãnh đạo của Việt Nam duy trì đối thoại với Trung Quốc để tìm cách giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trong hòa bình và để thăm dò mức độ hỗ trợ của Bắc Kinh đối với Khmer Đỏ. Cho đến khi Hà Nội tỏ ý muốn Bắc Kinh giúp mình và Khmer Đỏ giải quyết khúc mắc nhưng không có kết quả, lúc đó Hà Nội mới khẳng định rằng Trung Quốc đang ủng hộ các hành vi hung hăng của Khmer Đỏ. Lúc đó, Việt Nam mới bắt đầu coi Trung Quốc là kẻ thù và hướng về Moscow bằng cách ký Hiệp ước Liên minh vào tháng 11 năm 1978 như một sự đảm bảo chống lại cuộc xâm lược của Trung Quốc. Việt Nam sẽ không chiều theo Trung Quốc nếu nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Trong trường hợp này, việc tiếp tục duy trì mối quan hệ với Trung Quốc sẽ không giúp gì được cho Hà Nội, thậm chí còn gây nguy hiểm, nên Việt Nam cần một đối trọng cân bằng để chống lại Liên minh Trung Quốc-Khmer Đỏ thông qua hợp tác quân sự với bên ngoài, mà cụ thể là Nga. Việc Việt Nam cự tuyệt thành lập liên minh với Liên Xô trước khi quan hệ Trung Việt đổ vỡ về mặt logic cũng giống như việc Việt Nam chưa nghĩ đến việc nâng cấp quan hệ với Mỹ thành đối tác chiến lược toàn diện hiện nay. Bởi lẽ, Việt Nam hiểu rằng khi nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ sẽ khiến mối quan hệ với Trung Quốc xấu đi và vì thế an ninh của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Bởi lẽ, ai cũng biết rằng chính sách của Trung Quốc đối với một quốc gia là kết quả của chính sách của quốc gia đó đối với kẻ thù của chính Trung Quốc. Nói cho vuông là Trung Quốc có thể nhòm thái độ của Việt Nam với Mỹ để đối xử với Việt Nam. Cho đến giờ phút này, chúng ta vẫn chưa rõ được nếu như Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện thì Hoa Kỳ sẽ giúp gì cho Việt Nam. Nhưng chắc chắn một điều rằng, nếu nâng cấp, Trung Quốc sẽ trừng phạt Việt Nam như lời cảnh báo của Ngoại trưởng Vương Nghị hồi cuối tháng 4 rằng đừng để thảm kịch xảy ra. Từ quan điểm này có thể thấy, Hoa Kỳ thực sự đang giúp đỡ Việt Nam bằng cách không đưa mối quan hệ này đi xa hơn một cách nhanh chóng. Mỹ háo hức nâng cấp quan hệ với Việt Nam chỉ có thể làm nổi lên nghi ngờ không cần thiết về ý định đổi màu quan hệ với Trung Quốc. Và Việt Nam cần giữ khoảng cách hơn nữa với Mỹ, Trung sau khi xung đột Nga-Ukraine để tránh tất cả các áp lực khiến Việt Nam phải chọn bên có hại cho an ninh của quốc gia mình. Sau khi phân tích, tác giả bài viết khẳng định lại rằng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không gây bất kỳ tổn hại nào về an ninh cho Việt Nam. Ngược lại, đây là một bước đi thông minh của Hà Nội để đảm bảo Tập Cận Bình sẽ không kích hoạt bất kỳ một động thái gây bất ổn an ninh nào với Việt Nam. Điều quan trọng nhất là Việt Nam đã duy trì mức độ linh hoạt nhất định đối với ba không của mình bằng cách phản bác các yêu cầu Việt Nam phải lựa chọn đứng về phe nào. Trong khi chờ đợi những thay đổi lớn trong môi trường chiến lược, thì Việt Nam vẫn được hưởng lợi từ sự trỗi dậy của Trung Quốc hơn là trở thành mục tiêu của nước này. Vì vậy, logic của việc đảm bảo an ninh quốc gia vẫn là Việt Nam không nên theo đuổi liên minh với Mỹ chỉ vì lợi ích của chính liên minh đó. Như trường hợp xảy ra trong suốt quá trình tổn hại của Việt Nam, con đường dẫn đến an ninh luôn chạy qua Bắc Kinh chứ không phải qua những nơi khác. Các bạn thân mến, trên đây là lược dịch bài viết trên tờ The Diplomat về mối quan hệ tay ba Trung Việt Mỹ trong giai đoạn hiện nay. Chắc chắn các bạn đã có những câu trả lời cho riêng mình về những thắc mắc nhắc đến ở phần đầu video rồi, phải không ạ?
quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia trên thế giới trong ngàn năm lịch sử đã có những biến thiên nhất định và khó lường. Thế nhưng có một câu nói luôn luôn đúng, đó là không có kẻ thù vĩnh viễn, không có đồng minh vĩnh cửu, chỉ có lợi ích quốc gia là trường tồn, phải không các bạn? Video của Hố Xanh Kiến Thức xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!